Em Thảo Hoa Lan xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay ngày 1 tháng 11 2018. Cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả gia đình mình có một tháng mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và thật bình an ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em về thêm rất là nhiều mặt hàng kg và em sẽ quay luôn. Và cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965 495087 hoặc là số điện thoại Vina là 0848626228 ạ. Và em có một vài hàng dề thì em sẽ giao lưu nhanh và em sẽ quay hàng kg ạ. Ngày hôm nay thì em có hàng kiểu hồng này, long tu đá tím, long tu chuỗi ngọc này. Đó. Đầu tiên đây chính là dề hoàng thảo xoắn này, một dề duy nhất của gia đình em ngày hôm nay này. À, dân người ta vừa mới lấy đến em bán 400.000 đấy ạ. Đó, dề hoàng thảo xoắn này. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và tiếp theo là dề chuỗi ngọc này. Và đây là dề số 1 này. Giỏ dề số 1 này em bán 400.000 ạ. Đó, đặt xuống đi. Đấy. Và cái gốc của nó đây ạ. Dề số 1, chuỗi ngọc, một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích và một cái dòng hoa tâm linh đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán hàng kg là 250.000 một cân. Và tiếp theo dề số 2, một cái dề to đẹp luôn. Dề này em bán 500.000. Và cái hàng dề có cái ưu điểm đó chính là chúng ta nó sẽ khỏe hơn, khỏe mạnh hơn này. Đó. Và khi mà chúng ta trồng thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đây ạ. Đó. Sao mà hình như hơi tối phải không? Đấy ạ. Rồi ạ. Rồi tiếp theo là dề số 3 em bán 350.000. Dề này đây. Dề nhỏ hơn một chút nhưng mà cũng rất xinh đúng không ạ? Đó. Chúng ta chỉ cần về chúng ta đặt vào giỏ hoặc là chúng ta ghép vào giớn là ok rồi. Đó, ok. Và tiếp theo đây là dề số 4 em bán 300.000 cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa này. Đó. Nói chung là dề nào cũng đẹp đấy ạ. Dề số 4 em bán 300.000 đấy ạ. Vì ánh nắng chói vào nên là nó không được nét cho lắm nên là nhưng mà ngoài thì nó đẹp hơn. Và tiếp theo đây chính là kiều hồng này. Đối với hàng kiều hồng ngày hôm nay hàng thì số lượng ít lắm và hàng thì bây giờ không có nhiều nên là em bán giá nó cũng vừa phải. Đó. Số 1, dề số 1 em bán là 400.000, hàng kg em bán 320.000. Đó. Dề này thì đây. Cái gốc của nó này. Đó. 400.000 này. Dề số 2 650.000, cái gốc của nó này. Đó. Đây ạ. Dề số 2 xinh đấy. Dề nào cũng xinh. Đây là cái lá của nó này, cái lá của nó là dân người ta khai thác xong rồi bản thân của nó ở trên rừng nó đã như thế này rồi. Nó vẫn đẹp đến tới này nó vẫn cho hoa, đẹp. Và những cái thân già như này thì cả nhà mà nhận hàng thì không cắt đâu nhé. Bởi vì gia đình em không cắt để là sau này nó còn nuôi thân tơ nữa. Những cái thân như thế này, thân già đó. Và tiếp theo là dề số 3, dề to nhất là 750.000. Đây ạ, nhìn gốc của nó này. Đó. Đây ạ. Rất là to, 750.000. Kiều hồng. Và tiếp theo em xin giao lưu với cả nhà đây chính là long tu đá tím. Một cái dòng hoa rất đẹp và hoa của nó thì em đã đăng ở trên Facebook rồi. Nếu mà cô chú anh chị chưa biết đến mặt hoa thì hãy lên trên Facebook của em hoặc là Zalo của em theo số điện thoại của em ghi của Vina 087 đó. Thì em đã ghi rồi. Và ngày hôm nay em giao lưu với cả nhà giá rất là vừa phải, chỉ có 300.000 một cân thôi ạ. Long tu đá tím nhá. Là lô đầu tiên luôn nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Và vì là lô đầu tiên và rất nhiều cô chú anh chị đã hỏi từ trước nên là em hôm nay nhập hàng này. Số lượng thì không có nhiều nên là cô chú anh chị mà xem được thì hãy đặt hàng với em luôn nhé. Ngoài long tu đá tím thì ngày hôm nay em có long tu xuân nữa này. Và long tu xuân ngày hôm nay em bán là 300.000 một cân đấy ạ. Đó. Long tu đá tím với long tu xuân em bán giá bằng nhau thôi. Rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo em xin giao lưu với cả nhà đây chính là dòng chuỗi ngọc, một cái dòng hoa tâm linh. Mặt hoa rất đẹp và cũng thuần thì cũng ok thôi. Cô chú anh chị nếu mà chưa có cho mình một giỏ chuỗi ngọc thì hãy thuần cho mình một giỏ chuỗi ngọc đi ạ. Hoa thì đẹp, nói chung là hoa lan thì mỗi hoa đẹp một kiểu đúng không nào. Đây ạ, hàng chuỗi ngọc em bán là 240.000 một cân ạ. 240.000 một cân nhá. Và bên trên này đây là kiều hồng, số lượng là 15 cân thôi. Em bán là 320.000 ạ. Cái dòng kiều hồng này thì chuẩn bị có hoa cả nhà hãy phơi ở chỗ có gió và có nắng thì nó mặt bông nó sẽ rất đẹp luôn đó. Và tiếp theo là số lượng là kiều cam này. Kiều cam có khoảng tầm 3 cân. Em bán là 250.000 một cân.
Và bên này là kiều vương, hoa trắng họng vàng hay còn gọi là thủy tiên trắng đó. Thì em bán là 250 một cân, nó như nhau đấy ạ. Đó, đẹp luôn. Và bên này trong này đây là sơn thủy tiên này. Mùa ngày hôm nay thì sơn thủy tiên hàng về cũng rất đẹp đúng không nào? Đối với sơn thủy tiên ngày hôm nay em bán giao lưu với cả nhà với giá là chỉ có là 250.000 một cân thôi, sơn thủy tiên. Đó. Hoa vàng họng nhung rất đẹp ạ. Và bên trong đấy là vảy rồng, em còn có khoảng tầm 10 cân vảy rồng, em bán 130.000 một cân. Giảm giá luôn đấy ạ. Ngọc thạch hai màu em bán giao lưu là 180.000 một cân ạ. Mua 3 cân em bán 160.000. Nói chung là cô chú anh chị càng mua số lượng lớn thì em sẽ giá nó sẽ ưu đãi hơn, mềm hơn. Ngọc thạch ba màu cái dòng này thì thuần thì cũng rất là dễ thôi ạ. Và cái bản thân thì cái rễ của nó thì hơi vạ, cái thân của nó hơi vàng vàng. Và giáng hưng đuôi chồn ngày hôm nay em giao lưu với cả nhà là 250.000 một cân giáng hưng đuôi chồn. Cái dòng giáng hương này thì thuần thì cũng rất là dễ thôi, và nó thì nó là cái dòng rất là sai hoa đấy ạ. Đấy, tận hai bông hoa cơ, nó có 2-3 cặp lá thôi đấy. 250.000 một cân giáng hưng đuôi chồn. Tiếp theo đây chính là dòng phi điệp vàng của gia đình em đấy ạ. Hàng phi điệp vàng hàng rụng hết lá rồi, gia đình em bán giao lưu với cả nhà giá là 150.000 một cân thôi ạ. Đó. Đây là hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài đấy ạ. Gia đình em bán giao lưu với cả nhà là 100.000 một cân đấy ạ. Ngày hôm qua em bán cái lô hôm qua đã bán đi hết rồi. Ngày hôm nay em lại được có lô mới về nên là em sẽ lại giao lưu với cả nhà với giá rất là rẻ thôi ạ. Và thanh đạm sữa 100.000 một cân. Đó. Hàng này thì đến tới này mà chúng ta trồng ấy thì mùa xuân nó sẽ cho hoa đấy ạ. Đây là những cái chậu hài dâu của gia đình em bán với giá là 280.000 này. Hài dâu em có 3 chậu hài dâu. Hoa nở được khoảng tầm 3 tháng nếu mà chúng ta không làm cho nó bị gặp mưa. Còn nếu mà gặp mưa rồi thì nó chỉ nở được khoảng tầm 2 tháng thôi. Tiếp theo đây là kiếm của gia đình em đấy ạ. Những cái chậu kiếm lô hội em giao lưu với cả nhà giá là 200.000 một chậu. Giá thì là chưa bao gồm mà cái này đâu nhá. Nếu mà cả nhà mà muốn lấy cái chậu ở bên dưới này nữa là thêm 20.000 nữa. Và nếu mà cô chú anh chị mà ở bên một số bưu điện thì hơi hơi vô trách nhiệm một chút thì nó có thể làm vỡ cái này này. Thì em sẽ bán em cả nhà hãy mua cái bình mà chỉ cần cắm vào thôi ạ. Cái dòng này thì rất là khỏe, khi mà chúng ta đã trồng rồi thì không lo đâu ạ. Và em có một ít trúc Phật bà, em bán là 550.000 một cân trúc Phật bà đấy ạ. Đó, 550.000 một cân trúc Phật bà. Đây là những cái chậu mạc xuân của gia đình em. Ngày hôm nay thì em giao lưu với mọi người một chậu thôi nhá. Bởi vì trong vườn em còn rất là nhiều và em xách xuống em giao lưu với mọi người trước. Đối với mạc xuân thì em bán là 300.000 một chậu ạ. Hay còn gọi là mạc quân tử đó. Và đây là giỏ đùi gà số 1, em bán 200.000 chậu đùi gà này. 200.000 số 1 này. Với số 2 này em bán 250.000 đây. Đây ạ, đối với long tu thì để mà chúng ta ghép tốt thì chúng ta có thể ghép vào giớn hoặc là chúng ta có thể ghép vào gỗ đều được. Và ghép thì nhà em có cái kinh nghiệm là ghép một bên đi ạ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn khi mà chúng ta ghép tròn ấy thì bên có ánh nắng nó sẽ phát triển tốt hơn, nên là chúng ta ghép một bên để nó thòng xuống nó sẽ đẹp hơn. Và chỉ cần khoảng tầm 6 đến 7 thân tơ thôi mà nó rũ xuống một bên thì rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, đây là long tu đá tím, thuần rất là dễ thôi, cả long tu nữa. Và chuỗi ngọc cũng đều được ok hết ạ. Và cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo nhé. Bởi vì ngày hôm nay thì rất nhiều mặt hàng nên là khả năng là em sẽ bị cháy cuộc gọi luôn. Nên là cô chú anh chị đặt hàng nhanh thì cứ nhắn tin cho em hoặc là gọi điện cho em theo hai số điện thoại. Nếu mà chưa thấy em nghe hoặc là có thể là bị cuộc gọi chờ ấy thì cả nhà gọi lại cho em nhé. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.